vấn đáp, kinh Như Lai Viên Giác. 21. Khi các nguyện diệt hết, thân tâm cũng không còn, thì ai là người tu để gọi là tu hành như huyễn? Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền đảnh lễ Phật và chấp tay thưa: Bạch Thế Tôn, những người cầu học Đại Thừa sau khi nghe hiểu cảnh giới viên giác thanh tịnh rồi phải tu hành thế nào để được kết quả tốt? Sau khi hiểu được cảnh giới viên giác thanh tịnh, hiểu thế nào? Các Phật tử nên nhớ rằng, hiểu rằng là đứng bên con người thì con người có cái chân trí viên giác, đứng bên mọi sự vật hiện tượng gọi là cái chân lý viên giác. Đây gọi là hiểu đó. Sau khi nghe hiểu cảnh giới viên giác là hiểu vậy đó. Dạng vật, tự tánh của nó vốn là thanh tịnh, mà kinh gọi là thanh tịnh bản nhiên đó, tức là vốn là thanh tịnh từ hồi nào tới giờ mà. Nó không phải là nguyên nhân để gây tội lỗi đau khổ cho bất cứ ai. Thế thì là nó là một cái chân lý viên giác, nghĩa là tự nó tròn đầy, tự nó tỉnh giác, tự nó trong sáng, không có phải là nguyên nhân để sinh ra các thứ đau khổ, gọi là chân lý viên giác. Bên con người thì thể tánh của con người là tịnh, là minh, tâm của con người là chân tâm, tự nó thường trú. Ai hiểu như thế gọi là hiểu cái cảnh giới viên giác là như vậy đó. Sau khi hiểu cảnh giới viên giác tinh tịnh rồi, phải tu học thế nào để được kết quả tốt? Bạch Thế Tôn, khi chúng sanh nhận biết tất cả là quyển thì thân tâm họ cũng quyển. Vậy thì lấy quyển tu quyển có kết quả chăng? Câu hỏi này rất là khó trả lời đó. Phật tử đừng hiểu rằng là thân tâm của chúng ta đây là quyển rồi để đi tìm một cái chơn nào khác. Theo câu hỏi này á, gợi ý làm cho người ta hiểu rằng thân tâm của mình đây là quyển, là cái mà đáng cần phải xa lánh, phải tránh bỏ. Nhưng mà không phải vậy nha, đừng hiểu vậy là sai đấy. Mặc dù thân tâm quyển, nhưng mà bỏ thân tâm này tìm cái phi quyển, tìm cái chân không bao giờ có. Để ý cái đó. Chứ không phải kinh nói rằng thân tâm cảnh giới này là quyển, rồi giờ muốn tìm cái chân là phải bỏ thân tâm, phải bỏ cảnh giới. Không phải. Hiểu vậy là hoàn toàn sai, không bao giờ tu hành có kết quả được. Cho nên câu hỏi này là câu nghi ngờ mà được nêu ra. Mà nếu mà không khéo giải quyết là giải quyết câu này không được. Thành câu hỏi đáng để ý đó. Khi chúng sanh nhận biết tất cả là quyển thì thân tâm họ cũng quyển. Vậy thì lấy quyển tu quyển có kết quả chăng? Là một câu hỏi này. Tất nhiên là coi như xác định thân tâm là quyển rồi, cảnh giới là như quyển rồi. Nhưng mà vậy thì lấy cái quyển thân tâm này cũng như ở trong cái quyển cảnh giới này mà tu hành có kết quả chăng? Ý câu hỏi như thế. Phật sẽ giải đáp sau này. Và khi các quyển diệt hết, thân tâm cũng không còn, thì ai là người tu để gọi là tu hành như quyển? Này, câu hỏi này làm cho người ta hoang mang còn dữ tợn nữa. Khi các quyển diệt hết, thân tâm cũng không còn. Không phải vậy. Hiểu như vậy là không đúng. Không phải là các quyển diệt rồi thân tâm không còn. Cho nên đây là nêu ra một câu hỏi để mà yêu cầu Phật dạy mà. Thì bây giờ để chúng ta học, chúng ta phải để ý mà theo lời Phật dạy để mà tự mình phải xác định và giải đáp được cái câu này, những câu hỏi này. Vậy thì lấy quyển tu quyển có kết quả chăng? Và khi các quyển diệt hết, thân tâm cũng không còn, thì ai là người tu để gọi là tu hành như quyển? Đấy, chỉ các quyển diệt hết, thân tâm cũng không còn. Nói như vậy không phải.
Bởi vì thanh tâm này á, nó là quyển. Cảnh giới này theo Phật á, thì nói là thanh tâm cảnh giới đều là quyển. Nhưng mà không phải là diệt quyển rồi là thanh tâm cảnh giới này là bị tiêu diệt hết. Vì sao vậy? Là vì đại chúng nhớ rằng nhá, cái viên giác thanh tịnh gọi là Như Lai viên giác thanh tịnh, tâm cũng như Như Lai viên giác thanh tịnh, Như Lai viên giác là diệu tâm, Như Lai viên giác diệu tánh, hai thứ đó, Như Lai viên giác diệu tánh là cái tánh thanh tịnh tùy duyên, bất biến tùy duyên của vạn pháp vô tình, của sự vật hiện tượng. Như Lai viên giác diệu tâm là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của mọi người. Diệu tánh cũng như diệu tâm, Như Lai viên giác diệu tánh cũng như Như Lai viên giác diệu tâm, nó bao trùm tất cả thanh tâm và cảnh giới. Và thanh tâm cảnh giới phát xuất từ nơi cái Như Lai viên giác diệu tâm và diệu tánh đó. Cho nên Như Lai viên giác diệu tánh nó bao trùm, và thanh tâm cảnh giới này không có hề rời nhau, không hề rời nhau. Cho nên là không phải là diệt hết quyển rồi thanh tâm cảnh giới này không còn. Cũng như là vàng với quặng, hai thứ đó nó không rời nhau. Vàng lộn ở trong quặng, ở trong đất, trong cát, ở trong bùn, nhưng mà bỏ đất rồi thì còn vàng. Chứ không phải bỏ đất rồi là không còn vàng, vì vàng và đất nó lẫn lộn với nhau. Bỏ ra hết quặng, hết đất rồi, hết bùn rồi thì nó hiển lộ ra vàng. Vì vàng nó ở chính trong bùn đất đó. Hai cái nó không có rời nhau. Bữa hôm coi TV thấy người ta đào mỏ vàng ở Mexico. Mỏ vàng giết chấp nhau rất là dữ, cạnh tranh nhau bán kiểu đầu cơ, kiểu giấu giếm này kia, giết chấp nhau từng băng từng nhóm, giết chấp nhau rất dữ. Nhưng mà các vị thấy người ta là đãi vàng đấy. Có xe mang xe ủi móc sâu mấy trăm thước, từ mấy chục thước tới mấy trăm thước, moi móc sâu, có cái thành suối đầm rập. Những công ty lớn thì họ lấy vàng thỏi, vàng cục lẫn lộn ở trong đá lớn họ lọc ra, còn những cái nhỏ nhỏ thì là dân chúng mua đặt ngư trong mấy cái suối để mà kiếm những cái miếng nhỏ lý tí. Như thế thì là vàng và đất nó lẫn lộn nhau, hai cái nó trà trộn nhau hết tất. Cái quặng cái đất ra, cái bùn ra thì vàng còn đó, vàng nằm trong đất, đất bao, đất quặng bao bọc vàng. Và vàng len lỏi trà trộn lẫn lộn trong đất. Vì vậy cho nên là bỏ đi hết quặng, hết đất, hết bùn thì vàng còn đó. Thế thì các quyển thân, quyển tâm, quyển cảnh này nó sinh trong Như Lai viên giác diệu tâm. Nó giống như là vàng nó sanh ở trong những cái quặng, ở trong bùn, trong đất cát đó vậy. Nguyễn Văn Nguyễn Văn Nguyễn Cảnh này cùng với Như Lai viên giác diệu tâm không hề tách rời nhau ra được. Cho nên khi mà diệt quyển hết rồi thì Như Lai viên giác diệu tâm hiển lộ ra, giống như là gạt bỏ đi những cái quặng, những đất cái cát bùn rồi thì vàng hiển lộ ra. Vì vậy cho nên là khi mà quyển diệt thì không phải là thanh tâm diệt, cũng như là quặng đất bùn diệt, không phải là vàng mất hết. Ý nghĩa nó như thế. Đó là nói về một cái ví dụ về vàng. Rồi cái ví dụ nữa là như hoa đốm sanh trong hư không. Hoa đốm cùng hư không không có hề khác nhau, chính hư không thanh tịnh mà người ta thấy là hoa đốm. Thế thì hoa đốm và hư không á, không phải là hai cái khác nhau. Khi nào qua đấm sinh trong hư không, cho nên khi nào qua đấm diệt, hư không còn nguyên đó. Quyển văn, quyển tâm, quyển cảnh sinh trong Như Lai viên giác diệu tâm, mà chính trong cái quyển văn, quyển tâm, quyển cảnh này có Như Lai viên giác diệu tâm ở trong cái quyển văn, quyển tâm, quyển cảnh này.
Bởi vì như đã nói đó mà, vạn vật thì vô tình, sự bất hiện tượng, nó có cái như là viên giác diệu tánh của nó. Sự còn là các cái vạn vật hữu tình thì nó có cái như là viên giác diệu tâm của nó. Thế thì là về con người cũng như về vạn vật đều có cái tánh thanh tịnh, giác ngộ toàn này sáng suốt, không có hề rời nhau, không thể tách bỏ nhau ra được. Giống như là cái tánh là hư không bao trùm, sinh ra vô số quả đốm đầy nhảy trong hư không. Thế thì là quả đốm là quyển, mà diệt cái quyển qua rồi thì hư không còn nguyên đó, gọi là bất động. Thế thì là cái quyển tâm và quyển thân này mà có diệt, diệt đi cái quyển thân quyển tâm đi nữa, như là viên giác, viên giác diệu tâm vẫn còn nguyên đó. Do đó cho nên là phải học cái đạo lý này nè. Cái đạo lý này mà quyền giác thiền sư là cái người chứng ngộ cái chân lý này rất là sâu, cho nên mới dám mà nêu ra cái vấn đề là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Bởi vì vọng tưởng với chân hai cái không có thể tách rời ra được, cho nên là từ vọng tưởng, bỏ vọng tưởng mà đi tìm chân là các vị không có tìm được đâu. Cũng như là bỏ qua đốm mà đi tìm hư không là không phải. Chính ngay trong qua đốm mà các vị phải biết phải tìm có hư không. Khi mà con mắt của các vị hết nhận nhầm thì ngay nơi qua đốm là hư không mà. Cho nên bỏ qua đốm mà trong hư không mà đi tìm hư không nữa là không còn. Ngay ở trong những cái quặng, về đất, về đá, về đen, về sỏi, có than đá nữa, bùn đủ thứ. Chính ngay trong đó mà tìm vàng, vàng ở trong đó, bỏ cái đất bùn kia, bỏ cái quặng mỏ của quặng mỏ kia, các vị không có tìm đâu có vàng. Thế thì là ngay ở trong cái quyển thân quyển tâm quyển cảnh này mà đã diệt được cái quyển rồi, thì cái diệu tâm, viên giác diệu tâm của các vị nó hiển lộ ra, chứ không có tìm đâu được. Bên ngoài mà có cái viên giác diệu tâm, cho nên quyền giác nói rằng là vô minh thật tánh tức thật thật tánh mà quyển hóa không thân tức pháp thân. Chính cái thân quyển hóa này là không rời pháp thân mà là pháp thân đấy. Cái chỗ này là cái chỗ hay lắm, phải xác định như vậy. Chính cái thân này là pháp thân, bởi vì nó ở trong pháp thân, nó không rời pháp thân. Cũng như chính ngay nó qua đó đầy nhảy hư không mà tìm hư không. Bởi vì khi mà hết mắt nhè mắt nhậm thì qua đó tự mất thì không hiển lộ. Chính như chỗ quặng, chỗ mở, chỗ dơ giấy bùn dơ sâu cả hàng mấy trăm thước dưới đất mà tìm vàng, hãy đãi ra hết những cái cặn, những cái quặng thì vàng hiển lộ. Cho nên chính này cái quyển hóa không thân này là pháp thân. Vì vậy cho nên cái câu hỏi này là câu hỏi để nêu ra rất là khó. Nếu không phải là trí tuệ của Như Lai là giải quyết vấn đề này vẫn là liên miên miên man mà không có đường ra. Khi các quyển diệt hết thân tâm cũng không còn thì ai là người để gọi là tu hành để về đề như quyển? Câu đó không đúng. Câu đó là hỏi nêu ra để cho Như Lai giải quyết vấn đề mà người ta có thể nghi ngờ, chứ không phải thân tâm này diệt rồi, diệt hết rồi rồi đi tìm một cái quyển nào khác. Mà nếu thân tâm này chê nó là quyển, diệt nó đi rồi thì còn ai là người tu hành? Không phải vậy. Chính ngay nơi cái thân tâm quyển này là pháp thân, là pháp thân, là Phật thân đấy. Có một cái bài thi của các vị người ta đạt đạo rồi, người ta có những bài thi nó ngộ lắm. Thiếu tiểu ly hương lão đại hồi, hưởng âm vô vị mấn mau thôi, nhi đồng tương kiến bất tương thức, tiêu dân khách tùng hà sứ lôi,
Nghĩa nó như thế này nè, nghĩa là có một cái người đó trong lúc tuổi còn trẻ là bỏ nhà bỏ xứ mà đi, đi thời gian dài mấy mươi năm, tới chừng lớn lên rồi đó, mà lớn lên rồi tuổi già rồi đó, trở về quê hương mình. Thì trong khi mà tuổi lớn trở về quê hương mình đó thì là âm thanh ngôn ngữ thì không có gì thay đổi, mà chỉ có cái mài và tóc mai đầu bạc. Thế thì là những cái đứa trẻ ở trong làng sớm cũ này, kiểu như đồng tương kiến bất tương thức, những cái đứa trẻ đó nó nhìn nó thấy mà nó không biết, bởi vì chân mài tóc và bạc, thành ra nó thấy lạ nó không biết. Tiêu dân khắp tùng hà cứ lôi, nó cười nó nhìn cái ông già tóc bạc mài tắm này mà nó cười, nó hỏi cho ông già này, ông già khách về từ đâu mà đến. Chứ kỳ thật ra ông già khách nó không phải từ đâu đến, mà chính là ông ấy là người địa phương đó, là người ở tại quê quán đó. Nhưng mà chẳng qua là hồi nhỏ thì nó là thằng, hồi nhỏ thì cái ông đó là thằng, thằng Tèo, thằng Tí, thằng Thẹo, thằng Cu gì đó, ví dụ vậy. Nó nhiều đứa tên cái ông thằng không à. Nhưng mà chính cái thằng Tèo, thằng Tí, thằng Thẹo, thằng Cu đó nè, nếu mà một ngày mà nó lớn lên, mà nó ăn học, nó trưởng thành, nó có địa vị thì người ta kêu bắt đầu thằng Tèo, thằng Tí, thằng Cu đó, ta kêu nó bằng cậu, bằng anh, rồi kêu bằng cậu. Rồi lớn lên chút nữa thì có người kêu bằng bác, bằng chú. Mà tới chừng tuổi già đầu tóc bạc hoa rồi thì ta kêu bằng ông. Thế thì là ông hay là bác chú hay là cậu anh, chính là cái thằng Tèo, thằng Tí, thằng Cu lúc nọ, chứ không phải ai đâu khác. Cho nên trên cái quá trình mà thành Phật ở đây cũng vậy thôi, không có ai đâu khác hết. Ảo quá không thân tức pháp thân, chính cái thân ảo quá này mà khi mà diệt trừ về não, vô minh về não rồi, diệt cái là quyển vọng rồi đó, thì là chính nó là pháp thân đấy. Nó là cái thân bất sanh bất diệt. Hồi mà còn đầy nhảy dục vọng vô minh tham sân si mạng thì gọi đó là bạc địa phàm phu. Diệt trừ được kiến hoạt tới hoạt, diệt trừ được kiến hoạt thì ta gọi là địa vị Tu Đà Hoàng. Diệt trừ được tư hoạt ở trong ba cõi ta gọi đó là A La Hán. Và khi thực hành lục độ vạn hạnh xong xuôi rồi, kết quả ta gọi đó là Bồ Tát, và đi lên tới cái đỉnh cao là Vô Thượng Bồ Đề, không ai đâu khác. Chính là một con người đó thôi, giống như con người mà thiếu tiểu ly hương lão đại hồi đó. Còn nhỏ đi xa xứ rồi tới chừng già về, hưởng âm vô vị mấn ma thôi, nó chỉ khác hơn là khác hơn cái tóc bạc, cái da mồi, cái chân mài trắng phết, làm cho nhi đồng tương kiến mất tư thích, làm cho những cái đứa trẻ con nó ngu dại, nó không biết, nó tưởng đâu là ai đâu lạ, cái ông già nào ở đâu lạ, nó hỏi gì cái khách, ông già khách này từ đâu tới. Kỳ thật là ông già khách này không phải từ đâu tới, mà ông già khách này cũng chẳng phải là ai đâu lạ, mà chính là thằng Cu, thằng Rào, thằng Chuột, thằng Tí trong lúc nhỏ kia. Cho nên quyền giác thiền sư mà đạt tới cái chỗ mà làm ra cái chứng đạo ca như thế là tôi thấy là rõ ràng là thể nhập rất là sâu. Ta gọi là ngộ đạo đấy. Ta gọi là ngộ chân lý rồi. Thành ảo quá không thân tức pháp thân, cái thân ảo quá này nè, cái thân quyển quá này nè, là pháp thân, không rời pháp thân. Không có rời pháp thân. Cũng như qua đất là hư không thanh tịnh. Khi nào gọi là qua đất là tại vì khi đó là do cái sự bệnh hoạn nhà nhậm của ai đó. Thế chính qua đất là hư không thanh tịnh. Đừng dại dột bỏ qua đất mà đi tìm hư không ở đâu khác để có hư không. Mà chính hư không là cái mà nó bao trùm cả qua đất. Qua đất sanh trong lòng hư không đó. Và ở trong tất cả những thứ quặng, đất bùn nhơ, và bùn nhơ, đất bùn nhơ là tất cả những cái quặng đó, nó lại chứa vàng và nó sanh ra vàng.
Cho nên muốn tìm vàng là chỉ cần lọc hết quặng, bỏ quặng thì nó vẫn lộ ra vàng. Trên đường tu tập nói như vậy thôi, học cái này là phải nhớ chỗ đó để mà tự tin nơi cái khả năng thành Phật của mình. Và khi thành Phật không phải là ai người nào đâu khác, đừng để mình thành cái trò trẻ con mà tiêu vấn khách tùng hà sứ lôi, cười hỏi cho ông già này từ đâu đến. Không có, ông già này không phải từ đâu đến hết. Nếu nó không phải là thằng con nít là nó không hỏi câu đó. Nếu nó là người lớn thì nó biết là chính cái ông này gọi là bằng ông, là thằng tèo, thằng tí, thằng thẹo hồi xưa. Chỗ đó là cái chỗ xác định cái giáo lý đại thừa chỗ đó. Cho nên là tu hành không có mơ màng nữa gì hết đó. Không có mơ hồ tới cái đường thành Phật, và cũng không hy vọng chờ khi chết mới thành Phật, hay là khi mà được bồ đề niết bàn phải bay cho cao, phải nhảy cho xa để tới một cảnh giới nào khác. Không có cái đó, không cần cái đó. Nếu mà tưởng tượng như thế là trên đường tu hành sai lạc, không bao giờ có ngày hiện thực.